Ngay bây giờ vào lời đầu tiên anh có phải chia tay hướng mắt về sân khấu bắt đầu do số cái gì ơi? Mấy gì đã số gì đã mấy gì đã ai chưa có vé dòng loại này giơ tay lên. Giơ tay lên mấy gì đã mấy gì đã mấy gì đã lắng lặng mà nghe tôi kêu còn cờ ra mưa hả chị? Xu luôn kéo giùm em mà cái bạc. Đâu có. Mấy gì đã không có hả? Bên kia bà thứ cây em ơi. Bà cứ kéo đi, đó trừ hao còn vẫn hơn đó. Bây giờ quý vị yên tâm rồi ha. Mấy gì đã, chào quý vị giúp giùm em quý vị mà ngồi sau cái bạc đó. Không có trong lòng cái bạc quý vị di chuyển lên sát cái này giùm em. Mấy gì đã xu gì đã vô. Mấy gì đã xu gì đã mấy 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 gì đã. Mấy gì đã mấy gì đã mấy gì đã ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng. Xin dừng trên ghế quán em đi bán trái sầu riêng nhưng em không bán tình duyên. Dù cho má thắm vai hồng sầu riêng chàng chưa đông lòng. Khách qua đường xin chơi dân dương. Đây em còn đi bán sầu riêng chưa có số hết dễ chưa mấy bạn ơi. Mấy gì đã số gì đã. Mấy gì đã số gì đã mấy gì đã mười 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 gì đã. Em mãi ngàn đời là người con gái Việt Nam anh hùng mà dũng cảm. Con mười tám số đầu tiên vô. Con mười tám mười gì đã. Mười gì đã cái này mười gì đã. Giáo kim mặt đỏ quốc kỳ mà mặt đen. Quốc thảo mặt vàng vàng tươi mà như nghệ. La thành tư đệ mặt trắng mà như sao. Hàng kính anh hào mặt xanh mà râu đỏ. Trong năm tương đó là tôi có một rào. Đó là khá cao đường dương mà lòng tốt con mười một. Con mịp mịp con mười một. Ai đưa cho bé này 100.000 à? Chưa thói anh chị ơi. Rồi anh Kim trở lại sân khấu vị trí của em nha. Mấy gì đã mấy gì đã. Mấy gì đi xu gì đi mấy gì đi mấy gì đi. Chiều vui hơi chiều quân xót thương nàng lệ rơi chưa kia. Bao yêu ai chiều quân xin khắc sau ước này khó phai. Ta sẽ đến hôm nay rồi ngày sau sẽ luôn tương phùng. Mấy gì đã về tới đầu làng. Con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng qua nhịp cầu tre. Qua mấy con đê thăm được tỉnh quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược một ba ôi kỷ niệm yêu. Nhớ thương nhiều vàng bóng quê nhà con số ba. Con số ba con số ba. Con số ba con số ba. Con số ba số gì đã ba gì đã cái này ba gì đây. Dạo ơi vì sao nỡ đành tâm. Chuyện kia ban đầu ai đã trao. Không thương nữa sao trao ngọc quý. Không thương nữa thôi sao nỡ đành dèo khổ đạo. Chàng xuống tay gươm giết đi đừng tha. Tha chi mà sống kiếp chôn chàng ơi. Bơ quyền cô ơi nà. Bơ tam tử hơi chàng. Đành lòng sao nỡ đành mà lòng sao. 36 số gì đây mấy gì đây mấy gì đây. Pháo qua pháo xe qua xe. Chúc qua chúc kiên qua kiên. Đời dương biết yêu như con chúc. Con số 1 quyển số 1. Con số 1. Có ai đợi chưa bà con ơi. Mấy gì đã mấy gì đã. Ba con là đợi bốn con là hơn. Mấy gì đã mấy gì đã. Số gì đã bốn gì đã. Trong căn nhà quan dường như có ma. Nó lú đầu ra làm em cái giật mình. Quý hả? Con ma đầu đinh hàm răng. Nó trắng tinh nó lú đầu ra làm em cái hú hồn. Ngày từ ngày vừa qua đầu đinh nói với em. Thơm 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 thúi ịnh. Thơm 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 thúi ịnh. Cái mùi chuột tình 49 vô. 49 49 49 49 cái này 49 cái này 49 mấy cái gì ra. Mấy cái gì ra mấy cái gì ra mấy cái gì ra mấy cái gì ra. Mang theo một chiếc quan tài chắc với những bông hoa bùa. Theo bước chân người ăn áo trắng khóc hồn trên đường trắng thương mãi không thôi. Chắc đêm qua giữa gói điện im nàng.
nàng con tay giấc mơ hoa bên gối miền. Cách đây ít hôm người lang thiền, hay tin chàng con tính tính chuyện mà hợp hôm con số 4. Con số 4, con số 4. Con số 4, đợi chờ chưa cả nhà ơi. Lâu kinh quá, số gì đây mấy, gì đây con ba, gì đây ba, gì đây ba, gì đây. Thôi thôi nàng số son có đi cơ, tan nát tim ta. Tình đôi ta cách chia ngàn xa. 33, 33, ba 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 ba. Ở dưới quê làm ăn mà không khá, em lên Sài Gòn đi bán mà bánh cam. 28, 28 là tấm vé cờ hình, xích lô xin dừng chân. Kính thưa quý vị, vòng loại đầu tiên con số may mắn 28 đoạt giải. Bây giờ xin mời ba chị Tư mình bước lên sân khấu nhận thưởng giúp cho em. Phần thưởng của vòng loại đầu tiên đó quý vị là chúng ta sẽ nhận được một con gấu lớn kèm theo một phần quà từ nhà tài trợ Vitis quý vị nha. Nhãn hàng đồ nhựa gia dụng và cao cấp Việt Nam. Và bây giờ 28 chị kia qua có 1, 36, có 2, 49, có 3 và 18. Hợp lệ. Và xin chúc mừng anh và chủ nhân đầu tiên và chủ nhân thứ hai giùm ạ. Anh ba chạy đi qua đường này giùm em. Dạ. Rồi, quý vị thân mến, và ai mà chưa có vé, quý vị cứ ngồi yên tại chỗ và giơ một ngón tay ngà ngọc của quý vị lên. Và bổng đoàn sẽ có tất cả các bạn thí sinh, các bạn nhân viên của đoàn tràn xuống dưới phục vụ bà con cô bác mình nha. Và vừa rồi để khởi động thì ba giám khảo của cuộc thi năm nay hát chút xíu. Rồi, có kết quả chưa ạ? Rồi, có kết quả rồi. Và ngay bây giờ dòng lời tiếp theo, ai chưa có vé giơ tay giùm em. Còn có vé rồi hướng mắt về sân khấu bắt đầu do số cái gì ơi. Mấy gì đã số gì đã mấy gì đã nhanh chân lên cái nhanh chân lên mấy gì đã mấy gì đã mấy gì đã số gì đã mấy gì đã trở lại đây. Trở lại đây mà nghe kêu số mấy gì đã 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 số gì đã mấy gì đã phía bên này còn trống quá nè. Hai vé bên đây luôn cho ba mình nè. Chào quý vị đi xa tới chạy lấy ghế qua bên đây nè quý vị. Dạ ngồi thích hết giùm em bên đây luôn quý vị. Rồi ai còn vé qua đây giùm chị nè. Mấy gì đã số gì đã vé bên kia kêu tôi chị sang vé, vé bên đây luôn. Mấy gì đã số gì đã mấy gì đã mấy gì đã đi bán vé có lời thưa mà lời thốt mấy. Mấy gì đã số gì đã phía bên đây. Dạ quý vị cứ ngồi sát lên trên này luôn quý vị, sát trong này luôn. Nè 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 mấy. Mấy gì đã số gì đã mấy gì đã mấy gì đã. Mấy gì đã mấy gì đã. Trời ơi cái phe này là đem ghế dựa theo luôn là có kinh nghiệm dữ lắm nè. Móc cây viết ra là tôi xỉu liền. Có luôn. Trời ơi. Mấy gì đã số gì đã mấy gì đã mấy gì đã. Ngồi ghế bếp đàng hoàng luôn thấy không. Mấy gì đã số gì đã mấy gì đã mấy gì đã mấy gì đã mấy gì đã. Mấy gì đã ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Xin dừng chân ghé quán em, em đây bán trái sầu riêng nhưng em không bán tình duyên. Dù cho má thắm tay hồng, sầu riêng chan chưa trong lòng. Khách qua đường xin dơ dân dường vé bên đây để em còn đi bán sầu riêng. Em bán sầu riêng chứ tình duyên không bán. Em mê thẹn trả lời anh rồi đưa đi thăm vườn sầu riêng. Gió thổi tóc em bay theo con bướm trắng lượn quanh người. Con 50, con 50, con 50 số đầu tiên. Con 50 vô. Con 50 số đầu tiên số gì đây. Mấy gì đây con ba gì đây. Ba gì đây ba gì đây. Ngày xưa tôi có quyến ngốc người em gái nhỏ. Tôi đang gửi sao mái tóc trắng ngang vai. Tình như nụ hoa nở trong lòng từng ngày dài. Rồi yêu thương ngày đêm sống tình yêu cho nhau. Đến hôm nào xuân qua thấy đau nào. Riêng tôi cô đơn biết nhau một lần nhớ nhau. Ngàn sao 36 năm gì đây. Yo! Năm gì đã, cái năm gì đã. Quê em Bạch Trân Củ Chi. Năm lên 8 tuổi cha đi mà vung biển. Nhà nghèo khó không tiền mà nộp thuế. Mẹ đem em gả thuê cho nhà giàu. Sớm chiều cắt cỏ mà chặt châu. Ngày qua tháng lại giải dầu mà nắng mưa. Rồi một sớm tinh sương mà
trận đánh mà bình tây á, mẹ thì bị bắt lũ đài, đài ta cũng đào tháng ngày mà bị tâm năm mười lăm ba con em ơi, năm mười lăm năm mười lăm đem dễ vô, năm mười lăm năm mười lăm mấy gì đã số gì đã. Quý vị thân mến, là vì sao thế dễ quẹo qua đây ngồi sát bên em giùm luôn nha quý vị, để chút xíu nữa mình ghi hình mình lọt cho khung hình quý vị nha. Mấy gì đã số gì đã, mấy gì đã, mấy gì đã, mấy gì đã, mấy gì đã, em gái vườn quê, cuộc đời trong trăng dầm mưa dài nắng mẹ biết yêu trắng đẹp ngày rằm. Con mười lăm, con mười lăm thích con mười lăm, con mười lăm thích con mười lăm vô, con mười lăm, con mười lăm số gì đây, con năm gì đây, năm gì đây, năm gì đây, ánh trăng đêm nhớ thương ai chờ ai mỗi mòn, người xa đi thì nơi đâu đau nhớ. Số gì đà, ba gì đây, ba gì đà, cái này ba gì đà, ba gì đà, giặc tham tàn dày xéo nước nó, người dân nam bất quấn kiên cường, người trong quân thù giữ biên thùy, mãi muôn đời là người mà Việt Nam. 38 38 38 38 mấy gì đà, mấy gì đà, mấy gì đà, số gì đà, mấy gì đà, mấy gì đà, có ai đợi chưa bà con ơi. Số gì đa, có ba gì đa, ba gì đa, chuông đầu chùa xa, chiều tan chuông về đêm cùng làng chung đưa. Sao nữa nè, cuối nèo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi, lá khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau bên gốc chuối, ăn chuối hông làng, anh tặng cho em hai buồn, nếu duyên không thành điếp ơi, làm cắt tóc, cạo đầu đốc lóc. Chôn đời mà thiệt mồm 34 số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy trắng bay lá rụng đầy sân dương, thương nhớ về đâu nghe lòng thương sâu dâng thiết tha, chẳng đã lặng chốn xa thương thương nhớ nhớ một người, bao nhiêu đã đi xa sao vẫn còn trông thấy nhau, bao thu vẫn bên nhau sao vẫn bình mờ, xa vẫn nhau nga buồn vẫn, đó là nỗi xót xa thầm lặng mà tôi không bao giờ hờn trách. Vì thì xin ly hồng miên đừng dội tránh tôi là một kẻ quên người. Quyền 60, còn 60, còn 60, còn 60, còn 60 số gì đà, năm gì đà, cái năm gì đây, năm gì đây, năm gì đà, cái năm gì đây à. Hỡi phố đỏ ơi hướng khách à, sao có tôi đang đợi đang chờ à, người đi về đâu kêu dội, tôi đưa sang khẩu về viên à. Thôi thôi xin đó cảm phiền, đò tôi đưa khách lỡ đường, tôi lỡ đường xa. 53 53 53 53 mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, số gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Ba thương con thì con giống mẹ, chứ mẹ thương con thì con giống ta, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ gần nhau là tôi con 40 dâu, con 40 cái con 40 có ai kính chưa bà con ơi. Lâu kinh quá, mỏi miệng rồi cái mỏi em nhọn, cái mỏi em chu cả nhà ơi. Kinh lẹ lẹ sổ dòng mới. Số gì đây, con hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây. Từ đây xa cách không còn cả trông thấy nhau. Từ giá cung hoàng em đi chung xanh, ở lại nơi này giá biệt em lên đường. Ôi cao xanh lòng bài ra chi, cho đôi mình phân ly. Anh đi về nơi đâu, em đi quài gió vừa cánh chia tình tôi. 21 ơi, 21, 21 chưa có kinh,
mấy gì đa mười gì đa cái nó 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 mười gì đây mười gì đa cha em bắt em lấy chồng mà người chồng không có tình thương à nên em phải đi theo đoàn em đi theo đoàn náo thân cửa thiền môn con mười bốn con mười tư con mười bốn con mười bốn mấy gì đa mấy gì đa có ai đợi chưa có ai đợi chưa đợi hàng mấy đợi hàng ba cái đợi hàng một em kêu hàng năm năm gì đa cái năm gì đa ba mẹ mà Việt Nam anh hùng mà dũng cảm năm mươi tám năm tấm vé cờ hơn. Kính thưa quý vị và con số may mắn 58 đoạt giải quý vị nha. Và ngay bây giờ xin mời anh ba chị gái về bước lên sân khấu nhận thưởng giùm cho em. Kính thưa quý vị và sau dòng loại tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với đêm thi diễn chính thức của Miss Lotto mùa thứ 3 quý vị nha. Rồi, đó, sơ sỉa là ba dòng đầu là giám khảo hát cho tắt tiếng trôi gì đó gần hơi cho nó không nhận xét được. Rồi, ngay bây giờ, 58 gì kia qua Dứt lầu. Dạ 40 Dị lầu. 34 Tam lầu. 20 thọt. Lọt lầu. Dạ hợp lệ. Dạ, bên đây nữa hả? Dạ, chúc mừng anh. Dạ 58 Dứt chương trị. 40 Dị thiên đường. 34 Tam tông miếu. 20 thọt. Tứ lỗ tường. Rồi xin mời hai anh trai bước lên cái bậc tam cấp để làm gì? Dạ quay banh ai số bự hơn, ai tới số thì nhận quà quý vị nha. Và ngay bây giờ dòng lời tiếp theo đang đảo bước phục vụ cho bà con cô bác mình. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình cho Vũng Đoàn. Và Lộ Lộ cũng xin nhắn đến với tất cả quý vị khán giả và đi sao tới trễ đó quý vị. Dạ cứ ngồi sát trên này còn một chỗ hai chỗ nữa nè. Dạ riêng về dạ dồn lên chút xíu nữa quý vị. Tại vì em sợ là đêm diễn nó còn dài quý vị ngồi xa quý vị và khó mua vé hơn. Rồi thêm cái nữa là lực lượng thí sinh của tụi em năm nay cũng rất là lồng lộn cho nên là để cho các bạn tiết kiệm sức hơn chút xíu thi cho tốt đó quý vị, giúp em một công tác quý vị và cứ tiến lên sát trên ngồi quý vị ha. Quý vị thân mến, em xin nhắc một lần nữa quý vị thân mến, vì đây là cái game mà đoàn đã bỏ công sức rất là nhiều để có thể là phát triển nó lên và trở thành một cái game show chuyên nghiệp, cho nên là Bổng Đoàn đang có ekip quay rất là hùng hậu, cho nên rất là mong quý anh chị và không live stream giùm em ha, và không live stream để không có lộ cái tập thi này nó mất hay đi, và quý vị có thể đón xem lại một cái tập rất là đầy đủ, tại vì không chỉ là một buổi biểu diễn, một tập bình thường á, không chỉ là một buổi